trở lại với chữ uh, Biện Biết và Việt uh, đã giờ đây trở thành ra là của riêng của tỉnh Quảng Đông bởi vì uh, một điều chắc quý vị nghe quý vị có hiểu không người Quảng Đông xưa là cùng gốc bách Việt với các bộ lạc ở phương Nam nhưng bây giờ thì họ đã uh, bị tàu hóa lâu ngày rồi thì họ cam tâm làm con của tàu cho nó sang chứ họ không chịu trở, trở về một cái nhánh nào các bộ lạc phương nam cả cho nên là họ nhất định lấy chữ việt riêng mặc dù trong tiếng quảng đông thì họ gọi cái tiếng nói của chính họ họ gọi là duyệt nhứ có nghĩa là việc là việt ngữ nhưng bây giờ họ chọn viết cái chữ mà việt nãy giờ mình nhìn đó quý vị chữ việt mà ở dưới có chữ khảo và vu và bên trên là có chữ biện thưa quý vị rồi bây giờ chữ biện này ra là hiện ra ở dạng đó thì không có điều rất hay quý vị cái chữ biện và chữ việt nó thông với nhau bởi vì cái chữ biện nó đọc á hơi cổ đọc là biển tức là bờ với giờ biển thẳng biển viết là cái dấu J ở trên chữ J kéo dài quý vị, chữ J âm chính nó không phải là âm J quý vị nha, chữ J thật ra âm chính là âm giờ như là yes của tiếng Anh vậy đó. Đó là âm đúng của nó, âm thời cổ của nó là là âm đó. Chúng ta hay quen cái chữ cái cái chữ J này có cái âm J như tên nàng Juliet là những biến dạng về sau của thời trung cổ chứ thời cổ cái âm của nó là giờ như là giờ như như là da thịt mà tiếng Việt Nam miền Nam á chữ D của mình á và tiếng Anh viết bằng chữ Y dài với chữ yes đó là chữ âm đó. Khi mà b mà ráp với lại giờ, thì nó biến là vờ cái này là người Việt Nam ngày xưa miền Nam có biết ngày xưa người Việt Nam miền Nam có cái chữ riêng cái đọc chữ V họ đọc là à, đi về nhà đồng thời nói là đi viếng thăm ở bên đó và nơi đây là vắng người có đọc cái âm đó b mà có cái y đi đằng sau quý vị có giờ đi sao vắng người đi về nhà ra mới gọi là đi về đó quý vị một cái chứng minh rất là hùng hồn cho điều này bây giờ nhiều người miền nam cũng quên đi thế ngữ hồi bé nghe rất nhiều bây giờ nhắc lại mọi người ngơ ngẩn nhìn nhau như là thế ngữ nói chuyện ở trên bầu trời nào xa xong thưa quý vị nó thế này chúng ta có biết một cái chữ rất đặc biệt là chữ bia đó gọi là la ve Bên Việt Nam hay gọi là uống một chai La Ver. Thật ra là vì ngày xưa người miền Nam là cái người tiếp cận với văn hóa phương Tây trước. Họ uống cái La ve trước, họ uống bia. Thật ra là bia mà đọc theo tiếng miền Nam thời đó là chữ VV, đọc là La Bia. Thành ra là tiếng Pháp là la bière de beer Thì là đọc la bière thì người miền Nam hồi đó họ nghe họ nghe rõ ràng là chữ V Thế là họ viết xuống là, là uống một chai la bière Thế bây giờ thì mình nhìn thì bây giờ cả nước mọi người đã quên là đã có một thời cái chữ V đọc là giờ ở trong tiếng Nam Thành ra nó biến luôn bây giờ viết la ve và đọc là một chai la ve Mà có nhiều người không biết là ở đâu ve là ve chai ve keo hay là ve gì mà lại la ve Nó là chữ la bière thưa quý vị và do đó chữ biện và chữ Việt như thế rõ ràng là một chữ bởi vì chữ biện cũng là cái âm bìa này biến biến thành là Việt thưa quý vị, chữ biết và chữ phân biện là trà chữ Việt cổ của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi tiếp là chữ biện sau này người ta thường hay viết thế chữ khác và chữ thẩm cũng vậy. Quý vị nhìn hai chữ màu xanh á thì cái chữ thẩm ở trên là chữ thẩm cổ, chữ thẩm ở dưới là sau này người ta thêm một cái đuôi vào. Cái chỗ đáng chú ý của chữ thẩm thêm đuôi này vào là vì có nhiều khi cái chữ người ta viết thêm bộ cho nó đầy đầy đủ nét quý vị thấy cái chữ đường mà màu xanh nó đứng trên đó nó chỉ có cái nóc trên đầu, trong nó có vẻ nó hơi thiếu phần dưới, có nhiều khi người ta chỉnh chữ chỉ là vì để cho nó cho cho nó trong nó cân đối hơn thôi, thành ra là ở dưới là thêm một cái bộ là giống như bộ điền. cái điều đáng quan tâm là nó lại vô cùng trùng với một cái chữ khác mà màu tím kế bên chữ là chữ phiên, thưa quý vị, phiên ở đây là fan, phiên là fan nó quý vị mấy phen thì mình nói bên tiếng hán bây giờ quý vị đi hỏi người ta nói là tại sao chữ thẩm và chữ phiên giống nhau thì mà trừ rõ ràng là là chữ thẩm bây giờ nó giống chữ phiên trên đầu thì người hán nói là hai chữ ấy hoàn toàn khác nhau thẩm là màu xanh mà là cái cái phim là là màu màu tím đó sách tiếng hán bây giờ nói hai cái đó hoàn toàn không có gì thông nhau cả nó vô tình nó giống nhau nhưng mà không đúng bởi vì chúng ta biết là gì không quý vị chữ phiên là fan và không fan tức là một lần mình làm á như là tôi đến đây là đã là bao nhiêu fan rồi tôi nói với anh là bao nhiêu fan rồi là biến em có chữ phiên tiếng hán là chữ fan của mình nhưng mình lại có cái chữ năm lần bảy lượt mà chữ phiên ấy cũng là chữ lượt mình nghĩ kỹ lại đi quý vị tiếng 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 cái cái tên nước Việt đó chữ Việt nó có nghĩa là vượt nó có nghĩa là rượt rồi nó có nghĩa là lướt qua mặt người khác thành lấn lướt đó, thì cái chữ phiên bên này chữ màu tím nó lại cũng có cái âm lượt ở trong tiếng Việt Nam như vậy là tiếng Hán nó bị mất một chỗ nào đó rồi người Hán hiện đại không thấy chữ thẩm và chữ phiên hai cái đó không cùng âm nhưng mà mặt chữ giống nhau nhưng mà trong tiếng tiếng Việt Nam miền Nam cổ á, thì tiếng Việt Nam ở phương Nam trong phải chữ công người việc về Việt Nam không thôi tiếng Việt Nam cả bắc tới nam của mình là ở phương Nam của tàu thì lại có một cái thông nhau là chữ Việt đọc là lướt và chữ phiên đọc là lượt mà hai mặt chữ viết ra nó có cái chỗ dính nhau thành ra như thế thì cho thấy một điều thưa quý vị một khi học vào đủ chữ hán mình thấy người hán họ biết chữ hán họ không biết hết mọi bí mật của nó đâu có những cái chính bản thân họ cũng không có cách gì giải giải quyết mà phải biết tiếng việt nam thì mới hiểu điều đó như thế thì vĩnh lạc vẫn tin từ thỏa bé rằng tổ tiên của chúng ta đã từng có một thời một ít nhất một nhóm của chúng ta ở trên vùng đó và chúng ta đã đóng góp vào cách tạo chữ và đã đóng góp những cống hiến của mình vào trong kho tàng văn hóa của Trung Hoa. Không phải mọi chữ trên đời này đều là của Tần Thủy Hoàng sai Lý Tư làm ra hết. Mà ngày xưa quý vị nhớ là nó có thất hùng, nó có bảy nước. Lúc mà Tần Thủy Hoàng gồm thâu sáu nước rồi thì mới cho thừa tướng Lý Tư của mình là làm lại hết thống nhất văn tự. Thành ra trước kia các nước khác như là Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Tề, Sở, Ngô, Việt, những nước chung quanh đó, họ đều có chữ viết riêng và họ có cách viết riêng. Thành ra lúc mà Lý Tư hiệu đính thì nó thành ra tiếng tàu bây giờ vậy thì những cái chữ ngày xưa của các nước Hàn triệu Ngụy yên Sở Tề Ngô Việt đó trong đó sẽ có những cái phần chữ do đầu óc của người của nước Sở và nước Việt nước Ngô nghĩ ra mà ba nước Sở Ngô Việt ở miền giang, giang, giang sông Dương Tử phương Nam ba nước đó như vậy không phải là Trung Quốc cổ truyền theo các nhà nghiên cứu bây giờ của Trung Quốc thì họ nghĩ là sở là bây giờ là dòng giống của hơ mông và mèo Người mèo ở Việt Nam đó gọi là người hơ mông hay người mèo Còn bên phía của Ngô thì họ nghĩ là tộc Thái Và Việt thì họ không muốn là Việt Nam dưới này của mình Cho nên họ đang tìm cách họ vơ Việt vào trong chi Thái Lan luôn thưa quý vị Và cái đó thì mình sẽ phải xét lại sau này trong chương trình mà nhỏ hẹp này Chúng ta không có giờ đi vào những vấn đề cực kỳ thú vị đó Nhưng mà báo cho quý vị biết rằng ở Trung Quốc không hề muốn có dính dáng một tí gì của cái dân tộc việt nam đang ở trong cái nước việt nam bây giờ với một cái miền nào trong cái lãnh thổ của họ cả bởi vì họ không muốn mình lên dành thái lan có lẽ là họ biết không bao giờ dám đánh nhau với họ cho nên là họ sẵn lòng họ nhận là dân tộc thái có phần ở trong cái nước ngô cổ nhưng mà cái nước việt kế bên nước ngô thì họ thà chết không bao giờ nhường phần cho người việt vào trong đó à, tiếng Việt cổ của cái nước Việt câu tiễn đó quý vị Việt Việt, Việt Việt ông Việt Vương câu tiễn rất quen thuộc đối với người Việt Nam của mình tiếng Việt cổ ơi là cổ ở trên đó đó nó còn chữ nào để lại cho đời không thì thật ra chỉ còn có một bài hát duy nhất là vì người xưa không ai ghi xuống được mà và thành chữ tàu có một bài hát gọi là Việt nhân ca ghi xuống được hẳn hoai và bên Trung Quốc họ đã làm việc họ đã có các nhà ngôn ngữ học làm việc về chuyên môn để mà nghiên cứu thì các nhà ngôn ngữ học ấy họ đã tìm ra đó là giống tiếng Thái hiện đại họ đã viết thành ra cái bài đó từ tiếng Trung Quốc cổ trở thành ra tiếng Thái hiện đại để chứng minh cái đó thì hôm nay cũng không có giờ nhưng mà xin báo trước với quý vị là họ làm tất cả mọi thứ để không cho Việt Nam của mình có phần nào ở trên cái nước Việt tất cả và cái này có nhiều người Việt cũng không tin cho nên quý vị nên có biết rõ là một cái nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn ở miền Chiết Giang Câu Tô Hàng Châu núi Cối Kê hiện giờ và sau đó là nó có một cái vùng việt ở phía nam đó bây giờ thành ra việt quảng đông và cuối cùng là việt việt nam của mình thì cái việt Việt Nam á và cái, và bây giờ của mình và cái việt ở trên Cô tô viết chung mặt chữ với nhau còn cái việt ở giữa Quảng Đông viết cái chữ Việt nãy giờ mình đang khám khám phá về cái chữ Việt mà có người làm là bộ mễ đó thì chữ Việt nó ngày xưa cái chữ Việt mà Quảng Đông nó đã ngày xưa nó cũng thông được với hai chữ kia nhưng bây giờ thì nó chia riêng rồi đó là những điều mà chúng ta cần biết và cần thẩm định trong tương lai chúng ta có nghiên cứu và học hỏi gì rất là cần phải biết tới điều đó à, và ở đây thì chúng ta có thể đi tiếp về trở lại với lại cái bên phía của chữ Việt Việt Nam của mình được rồi đó thì à, tuần rồi thì là à, vĩnh lạc có đưa kịp đến cho quý vị ở những ý chính của nó nó là gò ga ráp hai chữ lại ở bên trên chữ màu hồng là chữ việt đó quý vị cũng cùng âm với chữ việt của mình luôn chữ việt là cái rựa thưa quý vị cái rìu hay là cái rựa cái rìu chiến cái rựa chiến là một cái thứ rất là cần thiết cho sự đánh nhau của các bộ lạc cổ và ở bên dưới kia màu xám là chữ tẩu à, chữ tẩu là chạy đó quý vị bởi vì việt tức là vượt lên và rượt theo thành ra nó ghi cái bộ của nó cái ý của nó là thuộc về chạy còn bên trên kia cái âm của nó Việt là rựa và đồng thời mình biết là cái rìu chiến là dân tộc này nổi tiếng thời cổ cái Việt Cô tô Chiết Giang nổi tiếng thiện chiến họ đánh nhau rất giỏi và họ đặc biệt có những cái rìu thiêng mà họ cho là hỗ trợ tinh thần cho họ ra trận không phải lúc nào họ cũng dùng rìu dùng rựa nhưng mà thời cổ họ dùng rìu dùng rửa rất là xanh ở trong sách tả truyện mà chú thì họ có nói rằng à có hai cái thứ là phủ và việt phủ là búa vị chữ búa của việt nam mình là đọc tại chữ phủ mà ra à, phu dấu hỏi của tiếng hán hiện đại sau này tiếng hán từ nhà minh trở về sau tiếng hán cổ đọc là búa như tiếng việt nam bua dấu sắc À, sống đây chú quý vị có người hỏi chữ chợ búa là tại sao gọi là chợ búa chợ chỉ bán búa thôi à không búa là đọc âm tại của chữ phố quý vị nó có thị và phố tức là ra ngoài chợ và và nó có những căn phố bên bên ven sông cho nên là cái chữ thị đọc là chợ rồi là, là tiếng nôm đọc tại chữ thị ra và và chữ um, chữ um, phố đọc thành búa thành ra là cái chữ phủ và phố ngày xưa cổ nó cùng chung một dấu với nhau ngày xưa không có hai dấu hỏi ngã mà chỉ mới có sắc và nặng không thôi cho nên là phủ và là là, là cái búa và uh, thị phố phố là đi chợ phố là cái búa ngày xưa hai cái nó chung với nhau thành ra nó chỉ là âm đọc trại mà thôi nhưng mà bây giờ tuần rồi là bởi vì chúng ta chưa có nhìn đến chữ tiện có về chữ tiện là chữ mà là khắc trên son um, dấu ấn để mà là, là tẩm son mà in đó chữ tiện mới là đúng hơn khi giảng chữ cho nên chữ tàu tuần rồi giảng tới cái mặt chữ của um, um, chữ khải chữ quý vị thấy mà viết tay bây giờ gọi là chữ khải còn chữ mà để mà mà in tiện là chữ có thời tần thủy hoàng thời nó chưa có giấy mà phải khắc trên thẻ tem trên đá thì cái chữ đó mới là cái chữ tiện xét lại chữ tiện thì chữ tàu không phải như đã giảng tuần rồi đơn giản cho quý vị dễ hiểu mà tuần này mình cần nhìn mặt chữ tiện để hiểu thêm ý vị thâm sâu của nó cảm ơn quý vị